bắt giữ 17 tài xế vi phạm nồng độ cồn chống đối cảnh sát giao thông. Chỉ trong 3 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 28 vụ việc chống người thi hành công vụ. Trong đó 17 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị bắt giữ do chống đối cảnh sát giao thông. Sáng ngày 11 tháng 4, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết trong 3 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 28 vụ việc chống người thi hành công vụ, làm 10 chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp phối hợp bắt giữ 29 đối tượng để bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý. Trong đó, tại Hà Nội xảy ra 4 vụ, thành phố Hồ Chí Minh 3 vụ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Yên, Bình Định, Tuyên Quang mỗi tỉnh xảy ra 2 vụ. Các tỉnh Hưng Yên, Lào Cai, Thanh Hóa, Đồng Tháp, Hải Dương, Bắc Ninh, Bạc Liêu, Bắc Cạn, Sơn La, Quảng Bình mỗi tỉnh xảy ra 1 vụ. Trên tuyến cao tốc Hà Nội, Lào Cai do Cục Cảnh sát Giao thông quản lý xảy ra 1 vụ. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 20 vụ, tăng 8 chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương và tăng 22 đối tượng bị bắt giữ. Đáng nói, số người sử dụng rượu bia chống đối cảnh sát giao thông lên đến 17 vụ, chiếm hơn 50%. Làm 5 chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương và 17 đối tượng bị bắt giữ. Đơn cử như vụ việc xảy ra tại Vĩnh Phúc và Lào Cai trong tháng 2 vừa qua, các đối tượng lái ô tô, xe máy tông thẳng vào lực lượng cảnh sát giao thông khi bị yêu cầu dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn. Những vụ việc trên thể hiện rõ sự liều lĩnh, bất chấp hậu quả, coi thường pháp luật của các đối tượng phạm tội. Lý giải về vấn đề này, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, tài xế sử dụng rượu bia sẽ dẫn đến việc không kiểm soát được tinh thần, hành vi của mình. Một số trường hợp vi phạm có hành vi cản trở, chống đối, không hợp tác, không chịu đo nồng độ cồn khi lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra, xử lý, gây khó khăn cho lực lượng chức năng, làm lực lượng cảnh sát giao thông mất nhiều thời gian mới xử lý được một trường hợp. Thời gian tới, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với công an các địa phương kiên quyết xử lý các trường hợp chống người thi hành công vụ ở mức độ nghiêm khắc nhất, để răn đe các đối tượng phạm tội.